vàng nhiều dữ vậy? Ai vô tiệm chụp hình á. Vô tiệm chụp hình người ta đưa cho đeo. Vô tiệm chụp hình ta đưa cho đeo hả? À. Mình muốn đeo gì ta cho. Ồ, ghê vậy. À rất là đẹp ha, chân mày đậm nè. Rồi à. Rồi môi cháy son luôn. Bà mới mấy năm nay bà bệnh mà nó xuống sức như vậy đó, buồn cho cái số phận của một người cô hot girl đã từng là hot girl như vậy không? Buồn chứ không. Tại hồi xưa mình cũng kén chọn. Ngày xưa bà cũng nhiều bạn lắm đúng không? Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại anh Mộc Đông quay trở lại hoàn cảnh của bà cụ sống trong một cái miếng bạc đó cô bác quý anh chị. Tối phải ngủ trên cái băng ghế đó. Thì hôm trước Bùi Hồ có liên hệ được với lại một cái viện dưỡng lão đó cho bà cụ về đó ở tá túc, và sáng nay thì lại đây gặp bà cụ vẫn cái hình ảnh đó nè. Nhưng mà chân của bà hôm nay thì bị sưng hết rồi. Con chào bà nha. Dạ hình như con. Bà. Dạ. Có xuống đây không? Dạ. Cho bà trà đường hả chị? Này cho đá. Hay mua? Trà đá. Cho hay mua? Mua. Mua hả? Bữa nào? Ai cho? Ai cho bà? Cũng người này kia cho con. Cho tiền bà đó ha. Cho tiền mua trà đá thôi. Dạ. Sáng nay bà ăn gì chưa? Ăn nhỏ kia nó cho cái gì? Cái này là gì? Bánh bột lọc. À. Tối ngủ có bị mất mưa dữ không bà? Mất mưa mà nó đỡ hơn lúc trước không? Dạ. Cũng như có miếng này che nè. À. Ủa nhớ hai con có xuống đây không? Con có xuống thăm bà. Bà quên con rồi hả? Nhớ mà không biết. Dạ. Mấy nay sức khỏe của bà sao rồi? Sức khỏe thì có lúc mà lên đường thì đi tiểu hoài. Còn ha, xuống đường thì bệnh. À, đường cao ha? Đường cao thì đi tiểu hoài. Dạ. Thấp thì bệnh. Dạ. Bệnh tới bệnh luôn hoài, thấy gậu nó coi. Dạ. Sao nó sưng hoài không hết. À. Cái giò mà của bà thấy có dấu hiệu giống như bị gút đó cô bác anh chị. Nó bị sưng ở dưới cái phần mắt cá hết à. Cái chân sưng vậy đau lắm hả bà? Nó đau lắm con. Dạ. Nó chẹo trên này, nó đau trên này là nó dưới này nó sưng. À. Tại nó gãy á. Dạ. Cô bị tiểu đường. Nó sưng. Bị tiểu đường. Mà là nó gãy, nó lâu lành nó trời. Dạ. Mấy tháng. Dạ. Mấy ngày nay là nó cứ bệnh suốt thôi hả bà? Bệnh mấy ngày trước, bữa nay mới bớt đó con. Cũng như là xuống đường là nó bệnh. Hôm trước bà nói là bà còn trẻ là bà bán rau ở Sóc Trăng hả? Ở Bạc Liêu. Bạc Liêu. Con nghe được rằng á, bà có cái nguyện vọng là đi về viện dưỡng lão. Dạ. Chứ ở đây mù quý rồi cắn trời với bệnh đó, không ai lo. Vô ngồi đi cô. Dạ, con chào cô. Gặp cô này nữa nè. Có quen không? Hôm trước có lại chưa? Dạ, có lại rồi, con có lại. Trời ơi, hôm dài mãi đầu quá trời. Bà cái chỗ đi mà kẹ công an. Công an nó đuổi. Ở như thế này thì cũng cảnh quan đô thị thì nó cũng ấy, cũng hạn chế, nên thành nữ là mà bà cụ không có chỗ thì cũng khó. Mà bây giờ như thế này nè, nếu như mà có chỗ viện dưỡng lão nhận bà đó thì có ai đi với bà được không? Thì ở đây tôi với chị Thủy đó đưa bà đi chứ không có ở tại chỗ được. Đưa bằng gì? Thì bây giờ nếu mà cần thì tính cái phương án coi thì xe taxi chở đi. Dạ. Nếu mà ở xa thì mình thuê xe. À. Chỉ có phương án đó thôi chứ bà muốn đi dữ lắm rồi. Dạ. Tại vì ở đây công an nó xuống nó cũng la. Nó không có la mà nó nói bây giờ bờ kè nó là cảnh quan đô thị, bây giờ nó sẽ lấy lại, nó làm cho nó đẹp lại. Đúng rồi. Rồi bây giờ bà ở như vậy thì nó không có được. Dạ đúng rồi. Ở tạm thời thời gian này thôi chứ lâu dài là không có được. Dạ. Bây giờ nếu như có đưa và con liên hệ được thì cô với lại một người nữa thôi đưa bà đi ha. Đúng. Nhưng mà không có giấy chứng minh rồi nha con.
Dạ. Nói chuyện giấy tờ bà khỏi lo, để ở đây người ta sắp xếp. Dạ. Thì bà không có thì ở đây người ta cũng biết rồi. À, mất giấy tờ hết trơn rồi thì. Ví dụ như ở một tỉnh khác được ha? Đi ở tỉnh khác. Đi viện dưỡng lão ở tỉnh khác. Tỉnh khác được không? Chịu không? Thì chỗ nào đó. Chỗ nào nhận? Có nghĩa là bà muốn là chỗ nào nhận là bà sẽ đi. Dạ. Chứ không có không có cần gần xa, tại bà không có, bà con ở đây. À, vậy thì cô sẽ đi với lại một người nữa, đi một ngày. Đi, đưa bà đi. Dạ, tụi con là chỉ kết nối hỗ trợ thôi. Dạ. Còn việc đưa bà đi đó thì phải có cô hay là một người nào đó để cùng với tụi con. Cho cái chị mà chị cũng tiếp bà hồi xưa giờ lo cho bà ăn đó. Thì giờ ở đây tụi tôi cũng tình nguyện đưa bà đi. Vậy là mừng quá rồi. Là có cần chuẩn bị gì ngày gì đi không hay là không cần chuẩn bị gì hết. Cũng như ngày nào á lỡ trên chảnh thuận thì cứ đi liên hệ với ở đây đưa đi. Dạ. Chỉ có cách đó thôi. Muốn cho bà có một cái chỗ nơi yên tâm ở sống lâu dài. Dạ. Chứ bây giờ sống ở bờ kè này nó không phải là chuyện tốt. Ít nhiều gì cũng có người dòm nó. Đó, trong cái hội người ta cũng có đại diện. Người ta dòm nó. Người ta lo thí dụ bệnh thì có thuốc men đồ, nó ăn uống thì không thành vấn đề, ăn uống bạn cái gì cũng được. Nhưng mà hỏi là bà di chuyển đồ được không ta? Bà di chuyển tự mình nên bà di chuyển không được. Như bà cái chỗ ăn chỗ ngủ nó gần á thì bà có thể lách tới lách lui được không? Lách tay nè. Lách tới lách lui được. Đứng là vịn cây dù này đứng được. Mà đi ví dụ như được. Là có hai cái có một cái cây xe đẩy á bà đi được không? Xe đẩy được. Dạ có cái xe nhỏ nó xe đẩy dành cho những người mà bị tai biến mới hồi phục á. Được. Cái đó là bả làm được. Dạ. Có cái xe này bự quá bả làm cũng được. Mấy ngày nay bệnh trở nặng hả? Mấy ngày hôm nay bà cũng yếu quá, cái kiểu ăn uống không tiêu quá. Có tiêu. Bà sợ sống có bệnh vậy không có người lo trực tiếp. Tới cái chỗ nào đó cho nó yên tâm. Mày sống bữa nay thì biết bữa nay chứ ngày mai chưa chắc. Cho nên đó là nguyện vọng của bà là muốn là như vậy. Ở từ 6 tháng nay gần 5 trời. Bà ở gần 5 rồi hai chị. Ở gần 5 rồi. Tính ra thì gần 5 rồi. Nếu có người thân nhân thì từ giờ lên YouTube như thế này là bà con người ta sẽ tìm tới bà luôn á. Bà đi và nghe tin được đi viện dưỡng lão á, bà mừng không? Mừng. Muốn đi dưỡng lắm. Khóc hoài. Sống có một mình như vậy rồi ban đêm hôm này kia nọ cái không biết như thế nào. Không. Trời trở gió là cả như là cũng lo lắm. Nếu như vậy thì đi mướn taxi đồ là cô ở đây là mướn đồ đưa cho bà đi luôn. Tụi tôi đã làm được. Tại vì hôm trước tới nay á là cũng có đưa bà đi Vĩ Thanh nè, với Ô Môn rồi đi trị cái giò này nhưng mà nó không lành. Nó có đi rồi, có chở bà đi rồi, tôi kè tiếp, bưng bợ đồ tiếp cho bà lên. Rồi tiền đâu mình đi trị đó? Bà con họ hàng xóm, ở đây hàng xóm rồi một số mà cũng có một hai YouTube nghe thông tin đó rồi ta xuống, ta cũng cho 500, 700 triệu lấy cái đồng tiền đó lo cho bà. Rồi kéo dài cái sự sống cho bà. Chứ đâu có ai mà mạnh thường quân nào mà cho nhiều đâu. 500, 2-300. Tại vì thấy cái hoàn cảnh của bà sống như vậy đó. Thành nữ là cho nhiều thì số tiền cho bà thì cũng khá là nguy hiểm. Để khi bà cái chỗ ăn chỗ ở nó ổn định đó, thì cho bà thêm một ít nữa để trang trải cái chi phí sinh hoạt. Bây giờ cô nói vậy thì con rất là yên tâm. Tại con cũng đã liên hệ đến cái viện dưỡng lão rồi và sẽ đưa bà đi, và khi đi đến đâu á thì con sẽ gửi cái vị trí đó cho cô ha. Tí xíu nữa con sẽ kết bạn với lại cô, kết bạn Zalo, rồi khi nào đi đó thì mấy cô cháu mình ở dưới này cô bắt xe đi, hẹn gặp ngay tại viện dưỡng lão đó, rồi con sẽ hỗ trợ dọn đồ rồi vô tiếp cho, thấy được không? Được. Chỉ cần có cái là có cái địa chỉ, rồi á là thêm một cái nữa cái chi phí xe cộ này cái nọ đó, thí dụ mình thuê thì mình phải hỏi giá đi tới đâu,
mình phải nắm được cái khoản chi phí đó là mình mới yên tâm được. Cái chi phí đó thì ở đây hiện nay thì bắt đầu đâu có còn tiền nhiều đúng không? Dạ. Bà hả? Bà thì không còn, còn có mấy trăm. Nhưng, dạ, nhưng mà cái chi phí đó thì do cô tự vận động hay sao để con biết con chủ động? Cái chi phí đó thì cô chỉ có cái là cô tiếp sức thôi. Tiếp sức là tiếp công thôi. Cái phí đó là cô vận động, đã vận động từ từ hôm đó này cũng xin một ít 200, 150 là đã rồi. Đã làm rồi hết rồi. Thì là tại vì Bùi Hồ á hiện nay thì không có thể lái xe được, và thành thử là phải thằng em phải chở đi một chiếc riêng. Với lại quê của Bùi Hồ thì ở Đồng Tháp á cô bác anh chị, bà cụ thì đưa bà cụ đi một nơi khác, mà cô mấy cô này á phải trở về lại Cần Thơ, nên thành thử là tiện nhất là thuê một cái chiếc xe ở tại chỗ này, rồi sau đó là đưa bà cụ đi qua bên kia thì cô phải trở về lại Cần Thơ, đúng không? Nên thành thử là phải cần có một cái chiếc xe riêng, và đi thì phải có hai thi cô thêm một hai người nữa mới được. Tại vì nếu như mà không có không có hai người nữa thì Bùi Hồ cũng không dám mạo muội để đưa cho bà đi. Phải có một người bảo lãnh như thế này đúng không anh Mộc Đồng? Đúng rồi. Dạ. Tại vì mấy anh em con thì chỉ biết là cũng như là hỗ trợ và liên hệ đến vị trí đó thì người ta chấp nhận lãnh cô thôi. Thì tụi con là như nhờ mấy cô gì đó đưa cô xuống đó, thì ở dưới đó chấp nhận thì cô ở trong đó thôi. Tại vì cô này á là cũng cần cờ chăm sóc với lại một cái chị kia, cũng cần cờ chăm sóc thì Quân Hồ cũng thấy khá là an tâm. Vậy là cái ngày đi thì mình có cần dọn thêm gì không? Không có cần cái gì chị, bà chỉ có nghe đó là bà muốn bỏ lại cái gì thì bà bỏ. À. Đó, chứ không có gì, chỉ có một hai cái giỏ sách thôi. À. Cho nên là mấy cậu cứ yên tâm là có người đưa đi. Tôi sẽ vận động thêm một chị nữa, tại vì từ hôm đó nay cũng hai chị em đều thương lượng với nhau là nếu mà đưa cho bà đi thì tôi với chị đó đi đưa cho bà đến nơi đến chỗ đó, cho mình ở đây cho tôi cũng yên tâm nữa. Dạ. Nói thật lòng á, không phải là bà con ruột thịt, nhưng mà khi mà đã làm thì phải làm cho tận cho đến nơi đến chỗ, chứ không có bỏ nữa được. Bà nghe cái cảm giác để đi về viện dưỡng lão bà thấy sao? Cô chỗ ăn chỗ ở với bệnh á, cô ưa bệnh lắm. Bà yên tâm rồi, bà yên tâm rồi, bà cứ nói vậy đi. Ở đây thì mũi rồi đủ thứ hết trơn. Đủ thứ chuyện hết trơn á. Giờ muốn đi vô đó để có bệnh hoạn thì người ta chăm sóc mình cũng đỡ. Dạ, rồi bà có mong muốn gì nữa không? Thì bà mong muốn chân của bà cho nó khỏe lại, cho nó đừng có bị tật nguyền. Cũng như muốn điều trị cái chân á. Dạ. Rồi hôm trước là khám bệnh sao? Bệnh thì nó nói gãy chân á. Gãy xương chậu. À. Gãy này mới khó. Gãy lìa cái xương chậu. Dạ. À tôi ổng lại là đi hai lần ổng thầy rồi, tại vì không có tiền vô bệnh viện. Chỉ có chụp X quang là biết như vậy thôi. Dạ. Chụp X quang là biết gãy xương chậu thôi. Đưa cho bà vô hai chỗ rồi, hai chỗ đi bó thuốc rồi, một lần bó là một tháng. Yeah. Một lần bó là một tháng. Tiền thì tôi ở đây vận động, với có một số có mấy anh mấy cậu YouTube này nghe cái thông tin vậy, người ta cũng tới người ta hỏi thăm. Hỏi thăm cũng mừng. Thì cũng cho 500 triệu có thì dùng. Vừa rồi là con gặp cô nhớ con không? Dạ. Yeah. Cho được 2 triệu. Dạ. Bà đưa cho bà xài hạt trưởng đó này. Đừng cho bà giữ tiền nhiều nha. Không có cho bà giữ. Đó không gài hết rồi mượn tiền tôi xài. À. Thì tôi cũng cho mượn cái giúp được cái gì giúp. Thông tin với cô bác anh chị á thì để đưa được hoàn cảnh của bà cụ đi á thì cũng có sự gợi ý và kết nối từ anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ á cô bác anh chị. Để đưa cho bà đi. Và chắc có lẽ là một hai ngày tới á sẽ đưa cho bà đi về viện dưỡng lão nơi bà mong muốn. Cái cảm xúc của bà như thế nào? Thì bà cũng nếu ở trong thì nó cũng tàu túng không, nhưng mà bà mừng cái có chỗ ăn chỗ ở như bệnh hoạn rồi hoài. Dạ.
Thì ăn uống thì cái gì ăn cũng được à. Mà có cái bệnh hoạn hoài à. Nó sợ bệnh bất tử à. Nhiều khi giấc sáng ăn thấy ăn ngon là nãy giấc trưa cái ói vậy á à. Là tôi phải chạy đi mua thuốc đó. Mà nói nào ngay bệnh thì cũng không phải nhiều lắm, cho nên tụi tôi không đưa vô bệnh viện, chỉ uống thuốc thấy cầm chừng thấy ổn rồi thôi yeah. Bà muốn khóc hay gì kìa, sao muốn khóc cái gì bà? Buồn tuổi con. Mấy cậu hứa gì, mấy cậu nói vậy là sao buồn tuổi? Chị cũng yên tâm đi, vài bữa nữa cậu đưa cho chị vô viện dưỡng lão rồi cho chị ở trong đó cho yên tâm, tránh mưa tránh nắng dù gì nữa. Bà nói con nghe với. Ừ. Cũng buồn, tại số phận mình vậy vậy. Chết trước thì bán vé số nè, mấy chục tờ cũng đủ sống. Bây giờ có đi bán gì được đâu. Cái chân này á, bà mở ướt rồi nó đi được. Đi được, đi bán vé số. Mà nhìn bà cũng đẹp gái ghê á. Ngày xưa bà đẹp lão á. Ngày xưa chắc bà rất là đẹp gái luôn á. Ngày xưa bà đẹp hả? Dạ. Cũng dạng hoa hậu nước kỳ. Sao cô biết ngày xưa bà đẹp? Có hình. Có hình hả? Ừ. Cho con coi được không? Có được chứ. Ở trong này đẹp lắm à. Ăn sắc thiệt rồi. Ngày xưa chắc bà cũng làm biết bao nhiêu chàng trai Điêu đứng. Trời ơi. Bà xưa chắc cũng từng là một hot girl. Hot girl. Hot girl đúng không con? Hot girl đúng rồi. Hot girl mà. Ngày xưa bà bán rau, bà có còn làm gì nữa không bà? Bà bán rau còn. Rồi năm đi làm mướn ra mà năm 2019 đó, mới về. Tại sợ bệnh đó. Dạ. Mà bà ngày xưa bà từng là một hot girl vậy sao không cho làm cho người ta điêu đứng mà bà không tìm một trời ơi. Ừ, bà ngày xưa nè. Ồ trời đẹp dữ hả bà. Ừ. Trời giống như một hot girl luôn á. Hôm nay chụp lúc bà bao nhiêu tuổi? Đã ba mấy rồi. Ba mấy tuổi. Ồ bà đây hả? Trời ơi trời. Bà ngày xưa bà đeo vàng nhiều dữ vậy? À, vô tiệm chụp hình á. Vô tiệm chụp hình người ta đưa cho đeo. Vô tiệm chụp hình ta đưa cho đeo hả? À. Mình muốn đeo gì người ta cho. Ồ, ghê vậy. Nhức nách không? Nhức nách không? Ồ, trời ơi, hình bà nhiều dữ vậy? Ừ. Ngày xưa bà có da có thịt hơn bây giờ nhiều ha? Ừ. Đó mới... Mới ốm cái này mấy năm này, ba năm này rồi. Bà tên gì? Bà tên gì con quên rồi. Bảy tên Bảy thôi. Nguyễn Thị Bảy hả? Ôi trời anh một đồng đấy thì sao? Anh đẹp đẹp không ạ? Con nói thiệt bà ngày xưa chắc làm biết bao nhiêu người đeo đứng bà rồi. Đeo đứng nè, cái tấm hình nè. Ôi ôi. Sao bà xì tai dữ vậy? Như một hot girl luôn á. Ủa sao có cái hình cưới bà? Thì muốn chụp vậy đó. Mình chụp đó con. Mình muốn chụp hình này. Không có làm đám cưới. Có chồng đâu làm đám cưới. Ôi trời. Ừ, những cái kỷ niệm ngày xưa bà còn giữ mãi luôn ha. Nhưng mà con hỏi thiệt nha. Vì sao ngày xưa bà lại có rất là nhiều tấm hình mà nó như thế này? Tại sao không? Mình vô tiệm chụp hình đó. Rồi bà bán rau hả? Ngày xưa bà bán rau hả? Lấy kiểu kiểu người ta treo đó. Hồi đó là mình thích ở, đi làm ở thành phố, đi làm thuê thành phố. Rồi muốn chụp hình làm giống mẹ gì đó. Có một hồi bà đi nước ngoài đúng không? Cái này trong nhà chụp hình. À. Rồi có ai nhận ra một cái cô gọi là một cái cô hot girl đương thời mà bây giờ là bà phải sống như thế này không cô bác anh chị? Thật ra là Bùi Hồ không nghĩ được luôn á. Bởi vì cái cuộc đời
nó phải nói là nó nhiều cái câu chuyện để mình kể ra đúng không anh Mộc Đồng? Đúng rồi. Nên là nữ có những cái giúp phút giây á mình phải biết trân trọng ha. Ôi trời ơi. Cũng biết nhiều người thương mà cô không thích. Lý do? Tại họ thấy người ta có cảnh nó khổ rồi đó, cô không thích. Trời ơi. Hôm nay gặp cái này mà nó tụi con bỡ ngỡ luôn á. Đúng anh Đồng, ngày xưa ha cô bác anh chị, sau khi bà make up lên á là như thế này nè. Là cái gương mặt của bà rất là đẹp ha, chân mày đậm nè. Rồi rồi môi cháy son luôn. Bà mới mấy năm nay bà bệnh mà nó xuống sức như vậy đó. Nhìn lại cái quá khứ ngày xưa thì so với thời đại thì bà có cảm thấy buồn cho cái số phận của một người cô hot girl đã từng là hot girl như vậy không? Buồn chứ không. Tại hồi xưa mình cũng kém chọn. Ngày xưa bà cũng nhiều bạn lắm đúng không? Đúng không bà? Cũng như là nó thương là nhiều. Bà thương ta đấy cho bà nhiều. Ngày xưa bà đẹp quá mà. Trời, nhìn biết còn hình của bà trời ơi, đừng có bán của chị thấy không? Thời gian nó không có chừa để một bất cứ thứ gì cả. Nhưng mà thôi bà ơi, con chia sẻ với bà như thế này. Cái chuyện đã quá khứ rồi, đã qua đi rồi. Và mình nên sống cho thực tại và nhìn về ở tương lai. Những cái gì ngày xưa mình lưu mãi ở trong cái tâm trí của mình. Và nó là những cái ký ức đẹp đối với thời gian quãng thời con gái của bà. Tụi con cũng hôm nay biết được những cái bức hình ảnh của ngày xưa của bà đó, mà tụi con cũng cảm thấy là lại thương tiếc nhậm người cho một cái trước đây đã từng là một cô gái, một thiếu nữ xinh đẹp được bắt rất là nhiều người săn đón, nhưng mà là lại giờ già lại lùi tàn sống ở trong cái tấm bạc như thế này. Tụi con đồng cảm với bà, và ngày hôm nay tụi con đến đây để chia sẻ về cái câu chuyện của bà và để thông tin với bà một tin vui á, là sẽ đưa bà vô viện dưỡng lão theo như bà mong muốn. Cái này cũng như là mong muốn gần như là cuối đời của bà rồi. Bà vui dữ không? Cũng vui chứ con. Dạ. Ở đây lăn qua thì mũi cắn, lăn lại mũi cắn rồi đau bệnh khó hết. Dạ. Thôi thì để cho bà nghỉ ngơi, tụi con cũng xin phép đi về, và con sẽ xin cái số điện thoại của cô ở đây. Rồi sau đó khi nào đi khởi hành đó, và đi như thế nào thì con sẽ liên hệ ha các bạn. Rồi chúc bạn giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Yeah.